Chào các bạn, như các bạn đã biết thì đồng hồ Apple Watch Series 5 là nó sẽ có cái tính năng màn hình luôn sáng. Thế tuy nhiên thì cái trường hợp này sẽ gặp phải những cái khách hàng mà vừa mới sử dụng Apple Watch Series 5 lần đầu tiên. Các bạn vừa mới bóc hộp, vừa mới sử dụng và các bạn thấy rằng là ồ, tại sao cái đồng hồ Apple Watch Series 5 của mình nó luôn sáng mà nó lại bị tắt cái màn hình như thế này? Thì liệu rằng nó có phải bị lỗi hay đây không phải là đồng hồ Apple Watch Series 5, hay vì một lý do nào đó mà nó lại bị tình trạng như này? Bởi vì là theo quảng cáo của Apple thì đồng hồ Apple Watch Series 5 thì nó sẽ có màn hình luôn luôn sáng. Ok, thì hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn cái lý do như này. Đầu tiên ấy thì đồng hồ Apple Watch Series 5, để các bạn biết chắc chắn là cái đồng hồ của mình là phiên bản Series 5 thì các bạn hãy xem ở phía sau đít của máy, nó sẽ có cái phần ở đây là chữ series, là series 5. Các bạn nhìn đây, nó các bạn sẽ kiểm tra ở đây là series 5 thì chắc chắn là phiên bản của các bạn có thể có cái gì, chắc chắn là phiên bản của các bạn sẽ có cái tính năng luôn luôn hiển thị màn hình. Như vậy là một điều chắc chắn. Cái điều thứ hai là nếu nó có tắt đi hoặc là vì một lý do nào đó nó không hiển thị thì sẽ có hai trường hợp: một là lỗi về phần mềm, hai là trường hợp cơ bản là mình rất hay gặp với những cái khách hàng mà vừa mới mua máy. Thì có nghĩa là như này, cái tính năng màn hình luôn sáng nó sẽ hoạt động như sau: khi các bạn kích hoạt máy lên thì nó sẽ, khi các bạn kích hoạt máy lên và các bạn đeo vào tay như này, đúng không ạ? Đó, các bạn đeo vào tay và đây mình sẽ vào trong cái phần cài đặt để chỉ cho các bạn thấy rằng là cái tính năng luôn sáng đây, ở đây, đây là luôn bật, đây cái tính năng luôn bật được tắt đi nhé và được bật lại này. Đó, khi mình vào đây là nó đã luôn bật. Thì cái đồng hồ Apple Watch này nó sẽ hiểu là khi mà các bạn đang đeo ở trên tay, các bạn đưa lên như này thì nó sẽ là hiển thị thời gian. Thế còn khi các bạn để bình thường ở chế độ như này thì nó sẽ hiểu là bạn đang không nhìn vào nó. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình đưa lên thì nó sẽ sáng như này để xem. Thế nhưng mà khi mình đặt nghiêng nó xuống, đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy nó tối không ạ? Đó. Khi này thì cái tần số quét của cái màn hình nó sẽ giảm xuống và nó sẽ, các bạn để ý là nó sẽ mất cái kim dây ở cái mặt đồng hồ này. Đó, nó sẽ tối đi. Thế nhưng khi đưa lên ấy, thì các bạn sẽ thấy là màn hình nó sẽ sáng lên và cái kim dây nó sẽ hiển thị. Đó. Đó là cái tính năng mà cái đồng hồ Apple Watch Series 5 nó hiển thị, đó là cái tính năng luôn sáng ở trên cái đồng hồ này, nó vẫn hoạt động bình thường. Và tại sao các bạn thấy nó tắt như lúc trước? Thì tại vì là các bạn phải hiểu là đồng hồ bây giờ nó rất là thông minh. Khi mà các bạn không dùng nữa, các bạn đặt xuống thì nó sẽ hiểu là các bạn đang không dùng và nó biết là ok, mày không dùng thì tao sẽ tắt nó đi để nó tiết kiệm pin cho các bạn. Như vậy là mình vừa giải thích với các bạn cái tính năng là màn hình của đồng hồ Apple Watch Series 5 có cái tính năng luôn 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 sáng nhưng mà nó vẫn bị tắt khi mà các bạn đang sử dụng hoặc các bạn là lần đầu tiên thao tác. Đó, thì các bạn thấy nó sẽ sáng lên một chút và nó thấy là chúng ta không sử dụng, nó nằm im ấy. Đồng hồ nằm im thì nó sẽ tự động tắt để tiết kiệm pin. Ok, rồi cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần tới. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và nếu thấy chưa hay thì có thể để lại những ý kiến đóng góp. Mình sẽ có những video clip chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.